Chiều ngày 21 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt chủ trì lễ trao quyết định điều động bổ nhiệm lại và nghỉ hưu cho 10 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cụ thể, điều động Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Trung Quân đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điều động bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thái Thí Xuân giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Điều động Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Minh Hiển đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Võ Thị Thanh Dân giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Thắng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang. Bổ nhiệm lại ông Quỳnh Văn Nên giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế An Giang. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Thiều giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế An Giang. Đồng thời ra quyết định giải quyết thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đối với Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đinh Thị Ngọc Sương và Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Chánh Giám. Ra quyết định nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đối với Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mai Anh Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao năng lực, tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí được nhận quyết định. Đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị tiếp nhận cán bộ được luân chuyển bổ nhiệm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí này sớm tiếp cận công việc một cách nhanh nhất. Các đồng chí được nhận quyết định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, trình độ, năng lực, đoàn kết nội bộ để lãnh đạo, điều hành, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong muốn các đồng chí nghỉ hưu tiếp tục đóng góp kinh nghiệm xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.